tên thường gọi bọ ngựa, tên khoa học Mantis religosa, loại động vật không xương sống, tuổi thọ trung bình trong tự nhiên 1 năm. Loài côn trùng này là những kẻ săn mồi đáng gờm. Chúng có những cái đầu hình tam giác nằm trên cái cổ dài. Bọ ngựa có thể quay đầu 180 độ để quan sát xung quanh bằng hai mắt kép lớn và ba mắt đơn khác nằm giữa chúng. Màu sắc phổ biến của loài bọ ngựa là màu xanh lá cây hoặc màu nâu và được ngụy trang tốt trên các loại cây mà chúng sinh sống. Bọ ngựa nằm phục kích hoặc kiên nhẫn rình rập. Chúng sử dụng hai chân trước để ngoạm chặt con mồi với phản xạ nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chân của chúng được trang bị thêm những chiếc gai để bắt mồi và ghim chặt nó tại chỗ. Bọ ngựa là loài động vật ăn thịt. Chúng là những kẻ săn mồi đáng sợ trong tự nhiên và ăn bất cứ thứ gì có thể ăn. Nguồn thức ăn chính của chúng là những loại côn trùng nhỏ như ruồi, muỗi, ong, bọ cánh cứng, gián. Trong môi trường thiếu thốn nguồn thức ăn, chúng có thể ăn thịt lẫn nhau. Bọ ngựa săn mồi bằng chiến thuật phục kích để bắt mồi. Với tốc độ đáng kinh ngạc của mình, chúng tấn công và bắt giữ con mồi trong nháy mắt với đôi chân trước khỏe mạnh, sau đó nuốt con mồi. Một số loài bọ ngựa lớn ăn những con mồi lớn hơn như cá, nhện, chim, rắn và thậm chí cả chuột. Nếu nuôi bọ ngựa, bạn có thể cho chúng ăn ruồi giấm, bọ gạo, sâu tơ nhỏ, ấu trùng ruồi, bướm đêm, dế, châu chấu. Bọ ngựa cái ăn thịt cả bạn đời của mình ngay sau hoặc thậm chí ngay khi chúng đang giao phối. Tuy nhiên, hành vi này dường như không ngăn cản con được sinh sản. Bọ ngựa cái thường đẻ hàng trăm trứng trong một tổ. Những quả trứng nhỏ ấy dần dần nở ra những chú bọ ngựa con với vẻ ngoài giống như phiên bản tí hon của bố mẹ chúng. Đôi chân trước của bộ ngựa trông có vẻ đáng sợ và dũng mạnh, nhưng nó không dùng với mục đích tự vệ. Phương pháp tự vệ của chúng chính là ngụy trang, ẩn mình trong môi trường sống để tránh kẻ thù. Trong một số trường hợp, chúng đập cánh để cơ thể trông to lớn hơn để dọa kẻ thù. Loài côn trùng này có thể cắn, nhưng chúng không có nọc độc. Kẻ thù của loài bọ ngựa là rắn, ếch và các loài bò sát. Bọ ngựa cái thường chặt đầu và ăn thịt bạn tình trong quá trình giao phối. Những con bọ ngựa xiên nạn nhân của chúng với tốc độ cực nhanh. Bọ ngựa đôi khi tấn công cả chim ruồi. Nhiều nền văn hóa cổ đại có niềm tin đặc biệt về bọ ngựa cầu nguyện. Bọ ngựa có đôi mắt lồi và đầu có thể xoay 180 độ. Bọ ngựa làm sạch chân trước sau khi ăn. Bọ ngựa không ăn gì ngoài thức ăn sống, chủ yếu là côn trùng. Bọ ngựa thường ăn thịt đồng loại. Bọ ngựa hoa có gai, Pseudoco bamboi, dài 4 cm, phân bố ở miền Nam và miền Đông châu Phi. Con trưởng thành của loài này có cấu trúc gai ở mặt dưới đặc trưng dưới bụng. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau, thường là xanh lục nhạt, nhưng cũng có thể có màu vàng, hồng hoặc đỏ. Bọ ngựa Idolamitan, mà còn được gọi là hoa của quỷ hoặc hoa quỷ, sống ở Ethiopia, Tanzania, Kenya, Somalia, Uganda và các nước khác ở Đông Phi, nơi nó sống trên các cành cây bụi và cây cối. Bọ ngựa trưởng thành của loài này khá lớn. Bọ ngựa cái có thể đạt chiều dài 14 cm với sải cánh khoảng 16 cm. Bọ ngựa đực có kích thước nhỏ hơn một chút so với con cái và hiếm khi dài quá 11 cm. Các gai nằm trên đùi của các chân trước có độ dài khác nhau. Ba cái ngắn hơn có thể nhìn thấy giữa các gai dài. Bọ ngựa ma, Philogran paradoca, dài 5 cm, phân bố ở châu Phi. Cơ thể loài này có màu nâu xỉn với các phiến dẹt mở rộng từ các chi, giúp chúng ngụy trang dưới hình dạng một đám lá khô cong queo. Bọ ngựa khiên, Gerardo rombicon, dài 8 cm, phân bố ở Nam Mỹ. Khi nhìn từ trên xuống, loài bọ ngựa này trông giống một chiếc lá. Những con màu xanh thường bám vào lá xanh, còn con màu nâu ẩn mình trong đám lá khô. Chúng thường rung rung mình như chiếc lá bị gió thổi. Bọ ngựa rồng, Stenophila congiura, dài 4 cm,
được ghi nhận ở các khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Hình dáng cơ thể đặc biệt khiến loài này có khả năng ngụy trang hoàn hảo trên các cành cây. Bọ ngựa lá khô, Acanthops falcata, dài 6 cm, là một loài bọ ngựa kỳ lạ khác đến từ Nam Mỹ. Màu sắc, hình dạng cơ thể cùng cách tạo dáng khiến kẻ săn mồi cũng như con mồi rất khó phân biệt chúng với một chiếc lá khô mục nát. Bọ ngựa kiến châu Á, Odontamin planus, dài 2 cm, phân bố ở Đông Nam Á. Khi còn non, chúng có kích cỡ, hình dạng và màu sắc giống hệt kiến càng, một hình thức bắt chước hình dạng loài khác để tự vệ. Khi trưởng thành, loài này có màu xanh và ngoại hình giống như bọ ngựa thường gặp, nhưng nhỏ hơn nhiều. Bọ ngựa hoa trang sức, Rheborhous gematus, dài 4 cm, ưa thích các môi trường sống ẩm ướt ở châu Á, có màu sắc bắt mắt và dễ sống trong môi trường nhân tạo, chúng là vật nuôi được ưa chuộng ở phương Tây. Loài bọ ngựa có màu sắc rực rỡ và hình dáng thích nghi tốt để ngụy trang, bắt chước các bộ phận của hoa phong lan. Bốn chân trông giống như những cánh hoa, và cặp trăng phía trước được sử dụng như các loài bọ ngựa khác để bắt con mồi. Thậm chí khi không ngụy trang, loài bọ ngựa phong lan này đã giống y hệt như những cánh hoa phong lan đang nở. Đây chính là một cái bẫy sát thủ đối với vô số loài ong, ruồi và thậm chí là cả thằn lằn nhỏ vô tình lọt vào tầm ngắm của kẻ săn mồi chết chóc này. Con đực có kích thước nhỏ hơn một nửa kích thước của con cái. Bọ ngựa phong lan có thể thay đổi màu sắc tùy vào màu sắc của hoa hoặc môi trường xung quanh. Bọ ngựa thường cầu nguyện, la. Mantis religiosa sống ở hầu hết các nước châu Âu, châu Á và châu Phi. Khu vực phân bố của nó bao gồm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, Ý và Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Áo và Ba Lan, cũng như nhiều hòn đảo ở biển Địa Trung Hải. Loài này được tìm thấy trên lãnh thổ của Sudan và Ai Cập, ở Israel và Iran, cũng như ở Nga, từ các khu vực phía Nam đến lãnh thổ Primorsi. Các quần thể du nhập đã được ghi nhận ở Úc và Bắc Mỹ. Đặc điểm nổi bật của loài này là một đốm đen, nằm ở cả hai đốt sống của cặp chân trước ở bên trong. Thường thì một vết sáng có thể nhìn thấy ở trung tâm của một điểm như vậy. Bọ ngựa Trung Quốc, bọ ngựa cúi đầu Trung Quốc, là Tenoder aridifia, Tenoder sinensis, là loài đặc hữu phân bố tự nhiên khắp Trung Quốc. Bọ ngựa cái trưởng thành có chiều dài đạt 15 cm, kích thước của con đực khiêm tốn hơn nhiều. Màu sắc của những loài côn trùng này không phụ thuộc vào giới tính và có màu xanh lục hoặc nâu. Nhộng và con non thiếu cánh. Bọ ngựa Trung Quốc có khả năng bay chỉ sau vài lần lột xác. Bọ ngựa Rheborhous meleagris phân bố rộng rãi ở Bhutan, Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Việt Nam, Lào, Pakistan và các nước khác trong khu vực Nam Á. Con trưởng thành có thể đạt chiều dài 5 cm. Màu cơ thể chính của bọ ngựa là màu kem hoặc trắng. Các sọc màu nâu nhạt có độ rộng khác nhau chạy dọc khắp cơ thể, đầu và chân. Elytra và pronotum có màu xanh ô liu. Heterocha phương Đông, là Heterocha orienti, cũng có tên không chính thức bọ ngựa gai, sống ở hầu hết các nước châu Phi. Con bọ ngựa cái dài tới 15 cm. Con đực nhỏ hơn và dài tới 12 cm. Do loài côn trùng này sống trong các cành cây bụi nên bề ngoại của chúng có những đặc điểm khác thường khiến chúng trông giống như những nút thắt hoặc cành cây. Ngoài ra, ở những con bọ ngựa cầu nguyện châu Phi này, các gai không chỉ nằm ở đùi và ống chân của chi trước mà còn dọc theo các cạnh trên của đầu, có hình dạng của một hình tam giác. Điều này tạo cảm giác rằng mắt của côn trùng được bao bọc xung quanh các gai này. Mantis empusa pennata, một loài từ chi empusa, phân bố hầu như khắp châu Phi, ở hầu hết các nước châu Á, cũng như ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Andorra, Monaco, Ý, Hy Lạp, Malta và Síp. Đặc điểm nổi bật của bọ ngựa cầu nguyện là phần đầu nhô cao kỳ dị, giống như một loại vương miện về hình dáng. Con đực có râu kiểu lược và các gai bổ sung trông giống như lông vũ trên đầu. Màu sắc của bọ ngựa tùy thuộc vào môi trường và có thể thay đổi. Những loài côn trùng này được đặc trưng bởi màu xanh lá cây, vàng hoặc hồng, cũng như các sắc thái khác nhau của màu nâu.
bọ ngựa Metallic cầu nguyện huy hoàng sống ở Ấn Độ, Malaysia, Sumatra và các nước khác của Đông Nam Á. Nó săn mồi trong cành cây hoặc bụi rậm, cũng như dưới vỏ cây. Bọ ngựa được trưởng thành về mặt tình dục có thể đạt chiều dài khoảng 2 cm, còn cái lớn hơn một chút và có chiều dài lên đến 3 cm. Cơ thể của loài côn trùng này hơi dẹt theo hướng từ lưng đến bụng. Mantis amelethian phân bố rộng rãi ở Ai Cập, Sudan, Libya, Tunisia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, San Marino, Hy Lạp. Môi trường sống của loài này còn có ship, manta và các nước Nam Âu và Bắc Phi. Kích thước của những loài côn trùng này khá khiêm tốn, chiều dài của con được hiếm khi vượt quá 1 cm và con cái có thể đạt đến chiều dài 3 cm. Bạn cũng có thể phân biệt con đực với con cái bằng sự hiện diện của đôi cánh. Bọ ngựa Blepharin, cũng có tên không chính thức bọ ngựa Thisto, được tìm thấy ở Ai Cập, Sudan, Tunisia, Israel, Jordan, Iraq, Yemen và các nước khác ở Bắc Phi và Tây Nam Á. Những loài côn trùng này sống ở sa mạc cũng như các vùng núi. Con đực có kích thước nhỏ hơn con cái một chút, có thể đạt chiều dài 5, 2, 6, 1 cm. Ngoài ra râu của con đực có cấu tạo dạng lược. Bọ ngựa Rhomboder basalis sống ở vùng nhiệt đới của Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ. Con cái trưởng thành có thể dài tới 8-9 cm, con đực nhỏ hơn một chút. Một đặc điểm đặc trưng của bọ ngựa là phần pronotum hơi to ra, giống hình thoi. Cơ thể và elytra của côn trùng được sơn màu xanh ngọc lam pha chút xanh lam. Bọ ngựa Sarat, Hestiala sarawa. Bọ ngựa cầu nguyện Sarawa sống trên đảo Kaliman, ngoài tư thế bảo vệ đáng sợ còn phát ra những âm thanh đặc trưng. Ở loài bọ ngựa cầu nguyện này, tất cả các bộ phận của cơ thể có thể nhìn thấy từ trên cao khi nghỉ ngơi đều có màu xám hoặc nâu. Khi bị kích thích, côn trùng này dang rộng hai chân trước và di chuyển cả hai cặp cánh sang một bên. Bọ ngựa hình lá Malaysia, La Deropalis tráng miệng, phân bố rộng rãi cả trong các khu rừng nhiệt đới của Malaysia hoặc Indonesia và trong các bụi rậm ẩm ướt ở Sumatra và Borneo. Con cái của bọ ngựa cái hình chiếc lá ở Malaysia lớn hơn nhiều so với con đực. Chiều dài của chúng có thể lên tới 15 cm, trong khi con đực phát triển tối đa là 6 cm. Loài này có khả năng ngụy trang tốt nhờ hình dạng đặc biệt của đầu và thân khiến nó giống với những tán lá khô héo. Bọ ngựa Athalocha phù hiệu sống ở Ấn Độ. Đây là một loài côn trùng rất lớn, chiều dài của nó là 15-20 cm, bao gồm cả râu. Khả năng ngụy trang tuyệt vời của bọ ngựa cầu nguyện khiến nó trông giống như một ngọn cỏ khô. Trên đây là thông tin những con bọ ngựa đẹp và kỳ lạ nhất hiện nay đã tìm hiểu và cung cấp đến các bạn. Cùng theo dõi để biết thêm nhiều điều thú vị về thế giới động vật ở những video sau nhé. Cảm ơn đã xem hết video, nhớ đăng ký kênh để xem video nhanh nhất nha.